ơi. Rồi đứng lên chờ một tí nha, chú Ê sẽ mang quà lại cho các con. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thi nha. À, đứng lên lấy mực hài kì kìa. Rồi để nó đi, để chú làm cho, để chú sửa lại cái vòng tròn nó đẹp. Rồi tiếp tục gặp lại xã nha. 1, 2, 3 tiếp tục chúng ta sẽ lại